vậy? Tôi thấy thương nó quá. Tôi nói thiệt nha, nó ở dưới quê, một tay tôi lo cho nó ăn, uống, ngủ, nghỉ, rồi tất cả mọi chuyện là tôi lo cho nó hết á. Mà bây giờ nó một thân một mình như vậy nè, sao tôi thấy... Để cho nó tự nó lo, để cho nó tự trưởng thành đi. Bà cứ quản hoài sao được. Ê, xong chưa? Em vô nha. Ờ. Chạy nước tới. Ừ, cảm ơn con. Ê, thằng Vĩnh kìa. Ôi trời, trời ơi, sao nó chịu khó dữ vậy? Dạ, bà Vĩnh. Dạ. Nó hả? Nhờ lúc mà tôi xỉu, giờ nó mới chịu trưởng thành á. Tôi rất mừng, mừng lắm. Bây giờ, nặng nha. Nặng quá. Cuộc đời mà, cũng có lúc á, mình phải lên bờ xuống ruộng vậy, mình mới hiểu ra chuyện. Cũng giống như tôi nè. Từ cái lúc mà bà Tư bà bỏ tôi bà đi á, tôi cảm nhận ra được á, thì đã muộn rồi. Ông nói đúng đó. Tôi thấy thằng Vĩnh bây giờ nó trưởng thành nhiều lắm rồi đó nha. Đồng hành với sự trưởng thành của con á, đâu phải đơn giản đâu bà. Như tôi nè, đàn ông nghe. Mà phải nè, thấy không? Bưng hủ tiếu nè, dọn bàn nè, rửa chén nè, đủ thứ hết. Tôi đi về đây, dù sao tôi cũng gặp nó rồi, tôi cũng yên tâm hơn. Thôi, uống miếng nước cam đi. Rồi tôi đưa bà ra xe gì à? Alo, má hả? Ừ, má đây. Sao con? Má ở đâu mà ồn vậy? Bác Bốn chở má ra bến xe. Má đi về nha. Má về cẩn thận nha, con phải làm việc rồi. Có gì á, Tết con về con thăm má nha. Má biết rồi mà, yên tâm đi, má tự lo cho má được. Nhưng mà con đó nha, không có má ở trên này á, là ăn uống cho đàng hoàng nghe không, giữ sức khỏe. Với lại không có ai nấu nướng cho con á, là không có được bỏ bữa nghe không con? Con biết rồi, má yên tâm đi, con lớn rồi, con tự lo cho mình được mà. Giờ tìm lại về giới yêu thương, bên tình thân lưu luyến vẫn như thoát.